thắc mắc rất là dài. Con có vài thắc mắc về chuyện cấm phá thai. Trường hợp siêu âm và phát hiện bào thai sẽ là quái thai. Nếu sinh ra thì đứa bé chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Sống thì cũng sống đời sống thực vật, không biết gì cả. Sống một đời sống vô nghĩa, vậy thì sinh bé ra để làm gì? Câu hỏi rất là hay và rất cụ thể. Và tất cả chúng ta sẽ, có lẽ sẽ âm thầm trả lời: thì phá đi chứ còn gì nữa. Thứ nhất đó là nhẹ gánh cho chính đứa bé, nó không phải sống một cuộc sống vô nghĩa. Và thứ hai á là nhẹ gánh cho cha mẹ. Đúng không? Rất là nhân bản, rất là bác ái. Tôi đã nghe lý luận này cũng khá nhiều. Hình như có lần tôi đã kể lại cho các anh chị một kinh nghiệm bản thân. Khi tôi ở nước ngoài, một hôm có chị ấy chạy đến hỏi nhỏ tôi thôi, mà con mới đi siêu âm, người ta nói là quái thai, bây giờ là phải phá thôi. Mà con biết thì giáo hội dạy là không được, mà cả gia đình con nói là đều phải phá hết. Thì giờ xin ý kiến của cha. Tôi nhớ là tôi có nói với chị phụ nữ đó rằng, mà là đứa con đầu tiên nhé, tôi nói là tôi chả có sự khôn ngoan của cá nhân tôi, nhưng mà lập trường của giáo hội công giáo đó là phải tôn trọng sự sống ngay từ phút đầu tiên. Thành thử ra bây giờ chị đã có thai rồi. Nếu mà chị đủ lòng tin, chị cứ phó thác cho Chúa cầu nguyện. Chứ còn tôi không thể đồng ý với chuyện chị đi phá thai. Tôi học xong hết rồi tôi trở về nước làm việc, 2-3 năm sau tôi quay lại đi công tác, đến thăm gia đình. Thì chị chỉ cho tôi con bé con, nó xinh quá sức. Và đấy, nó đấy, nó đấy. Cái lúc đấy mà phá thai thì là nó không có mặt ở đây bây giờ. Mà rất xinh và rất khôn. Tôi không biết là ngày hôm nay bác sĩ đã giỏi cỡ nào. Mà thực sự cái lập trường của giáo hội chúng ta là như vậy. Tôi biết là đã có những tác giả dựa vào những trường hợp này để phê phán giáo hội công giáo là phi nhân, không biết gì đến nỗi đau của con người. Nhưng mà lập trường của giáo hội công giáo rõ ràng là như thế. Cái nguy cơ đó, tôi nói thật với các anh chị, khi mà chúng ta coi thường sự sống á, dần dần á, bác sĩ nó chỉ cần nói nhẹ thôi, không phải quái thai, nhưng mà thằng bé này cái bàn tay nó không có đẹp lắm, dám phá thai luôn đó. Bởi vì coi thường sự sống. Rồi cái nhìn của chúng ta về sự sống của một con người đơn thuần chỉ là thân xác này, không có cái gì khác. Và dựa vào một cái nhìn như thế để đưa ra đủ thứ phán đoán và quyết định. Tôi có đọc tâm sự của một bậc cha mẹ. Hai vợ chồng sinh ra một đứa con, đúng nghĩa là quái thai. Từ khi em đó chào đời cho đến khi em đó qua đời là 24-25 tuổi đó. Cứ như cục thịt vậy, nằm ở trên giường. Đúng là một gánh nặng khủng khiếp. Nhưng mà tâm sự của bậc cha mẹ đấy thì tuyệt vời. Hai ông bà viết cái tâm sự của mình, họ lại nói rằng là: chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con đứa con như thế này. Và cha mẹ cảm ơn con vì con đã có mặt trong cuộc đời của cha mẹ. Vì chính nhờ con mà tấm lòng yêu thương của cha mẹ thực sự
mỗi một ngày trở thành tình thương vô vị lợi đúng nghĩa. Một tình thương không tính toán. Cho nên chính nhờ con mà tấm lòng của cha mẹ được lớn lên, được mở rộng. Một cái nhìn rất khác. Nó khác với một cái nhìn thuần kinh tế, thuần thể lý. Một cái nhìn vào những chiều kích khác của đời sống. Cho nên với thắc mắc này tôi xin chia sẻ lại như vậy. Bây giờ người viết thắc mắc đặt thêm một câu hỏi nữa. Trong trường hợp có những người phụ nữ bị hiếp dâm thì sao? Hầu như chắc chắn họ đâu muốn sinh đứa bé. Đó là chưa kể có thể họ đâm ra thủ oán đứa bé nữa. Đặt ra những trường hợp này là oái ấm lắm. Bởi vì đúng rồi, đứa con chính ra phải là hoa trái của tình yêu. Nhưng mà đằng này thì sự kết hợp này đâu có phải là tình yêu đâu. Ở đây không dễ để đưa ra một câu trả lời chung chung cho cả trăm người ngồi trong lớp như thế này. Gặp những trường hợp này là chúng ta phải có tư vấn và gặp gỡ riêng. Phải có tư vấn và gặp gỡ riêng. Trong từng trường hợp cụ thể. Chứ không thể nói chung chung, nói tổng quát. Nhưng mà đặt câu hỏi rằng là chưa kể có thể là người phụ nữ đó đâm ra thù oán đứa bé. Điều này thì tôi cũng không chắc là đã đúng 100% đâu. Không chắc là đã đúng 100%. Mới đây ở trên thế giới nảy ra một vụ tranh cãi khủng khiếp. Ở bên Brazil có một đứa bé tội nghiệp, nó mới có 11, 12 tuổi vậy đó, mà nó mang bầu. Tôi nhớ không rõ nhưng mà cùng lắm là 13 tuổi thôi. Mà hỏi là ai? Bố dưỡng. Hành hạ nó suốt 3 năm trời như vậy. Rồi khi đưa vào bệnh viện, chuyện nó phức tạp chứ không đơn giản. Nhưng mà vị giám mục của giáo phận đó đã ra vạ tuyệt thông cho cái ekip bác sĩ y tá gì mà phá thai trong trường hợp đấy. Và lập tức có những phản hồi. Trong đó tôi nghĩ một phản hồi rất nặng là từ một giám mục ở bên Pháp. Ngài viết một bài mà trong đó Ngài nói câu dựa vào lời của công đồng. Giám mục là mục tử chứ không phải là đao phủ. Thế nên tôi nói với các anh chị là về chuyện này tôi không trả lời chung chung ở đây được. Trong những trường hợp rất tế nhị thế này, chúng ta phải có tư vấn riêng, gặp gỡ trực tiếp với một linh mục, trình bày tất cả những hoàn cảnh chi tiết để nắm vấn đề, sau đó có quyết định. Chứ giờ tôi nói chung chung thì các anh chị bảo chắc là được. Thế thì nguy hiểm lắm. Những vấn đề rất quan trọng. Rồi bây giờ người thắc mắc đưa ra một trường hợp nữa. Những người một lần lầm lỡ, nếu sau này lập gia đình mà có con riêng thì khó có hạnh phúc trọn vẹn với chồng, với gia đình chồng. Đứa bé vẫn là bằng chứng của một quá khứ lầm lỡ của họ. Dù biết rằng mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, nhưng nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần thôi được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Con chỉ không đồng ý với những trường hợp lợi dụng việc phá thai mà sống bừa bãi, cứ hễ có thai thì phá thôi. Thế bây giờ tôi đặt ngược lại câu hỏi nhé. Chúng ta lý luận rằng
Nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Tôi xin đặt câu hỏi rằng nếu người đó phá thai thì liệu tất cả đã trở thành quá khứ chưa? Đấy là mình lý luận vậy thôi. Mình đứng ngoài mình cho là mọi sự nó là quá khứ. Xin lỗi, mình tưởng tượng cái thai giống như cái chìa khóa quăng đi, thế là xong, quá khứ, không bao giờ nhớ. Có chắc không? Hay là chính cái hành động phá thai đó nó sẽ tiếp tục theo dõi suốt đời chúng ta và nó âm thầm hủy diệt cái mối quan hệ hôn nhân mới của chúng ta. Bởi vì cái thai nó đâu có phải là một đồ vật để mình vứt đi một lần là xong. Mà cái thai đó là chính mình. Người mẹ mang thai con, chính máu thịt của mình đấy này. Chính con người của mình này, chính cuộc đời của mình, chính quá khứ của mình, chính niềm vui và khổ đau của mình. Đâu thể lý luận đơn giản. Cho nên theo tôi nghĩ thì những trường hợp đưa ra rất là hay và không dễ giải quyết. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng lý luận như thế này thì đầy đủ. Không thể đơn giản hóa vấn đề như thế được. Rồi người viết thắc mắc, chia sẻ thêm. Một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ, được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Còn đằng này với những trường hợp con nêu trên thì có ai mong nó ra đời đâu. Riêng hai trường hợp B và C đó, tức là trường hợp phụ nữ bị hiếp dâm, rồi trường hợp của những người phụ nữ mà một lần lầm lỡ đó, thì nếu khi đứa trẻ lớn lên nó là người vô tư, không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, hoặc nó là người mạnh mẽ thì không sao. Nhưng nếu nó là người hay nghĩ ngợi thì sẽ thế nào? Có thể nó sẽ tự dằn vặt mình, cảm thấy mặc cảm và thậm chí hận cả những người đã sinh ra nó. Ngoài ra còn những người xung quanh, mặc dù biết đó không phải là tội của đứa bé, nhưng vẫn có một cái gì đó không hay trong tư tưởng mọi người về đứa bé, rằng bố mẹ nó thế đấy. Liệu nó có thể thoát khỏi định kiến của dư luận hay không? Những suy nghĩ rất là tốt thôi. Nhưng mà bây giờ tôi cũng xin đặt ngược một câu hỏi này. Nói rằng một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ. Đúng như thế. Được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Đúng như thế. Nhưng mà hỏi rằng tất cả những đứa trẻ mà sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ nó lấy nhau chính thức và đợi chờ nó, nó đã hạnh phúc chưa? Tôi gặp nhiều trường hợp lắm. Và nó căm thù bố mẹ vậy. Cho nên nguyên tắc của giáo hội Công giáo vẫn là nguyên tắc tôn trọng sự sống ngay từ khi thụ thai, ngay từ giây phút đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta đưa ra lý do này, lý do khác á, chắc là sẽ có nhiều lý do để phá thai lắm. Và nó còn có cái nguy cơ là ẩn sau tất cả những lý do lại vẫn cứ là tính toán ích kỷ của con người. Mà nó ẩn sâu ở dưới. Mình tính toán cho cuộc đời của mình nó thật là gọn, thật là nhẹ. Khỏi phải mang gánh nặng. Thì các anh chị nêu ra những câu hỏi thế này thì tôi thấy rất tốt thôi. Bởi vì chúng ta tin Chúa và sống trong hội thánh thì mình tiếp tục suy nghĩ về đức tin của mình chứ. Ha? Mình giúp nhau để đức tin nó được soi sáng hơn. Nhân đây con cũng xin phép Đức Cha. Có một số anh em hỏi là Đức Viện Phụ thì có phải là chức thánh không, mà thấy cũng có mũ, có gậy.
thành thử ra nhiều khi cũng hơi thắc mắc. Còn đức ông thì như là một phẩm tước thì chúng con đã biết rồi, xin đức cha chỉ cho chúng con. Xin cảm ơn đức cha. Đức viện phụ, ở đây hình như hầu hết các anh chị có đi dự lễ phong chức giám mục hôm tôi được phong chức á, thì thấy có một đức viện phụ ấy gì, nhưng mà ngài ngồi dưới, nghĩa làm sao? Như vậy có phải là chức giám mục không? Không phải. Theo tổ chức của các đan viện á, chúng ta có nhiều tu viện, chẳng hạn là dòng Francisco này, dòng Chư Cứu Thế này, dòng Đa Minh này, dòng Tên, đấy là những tu viện. Còn chẳng hạn trên đường đi Vũng Tàu, ta ghé vào chỗ Phước Lộc á, của các cha các thầy dòng Si Tô, thì đấy là đan viện. Thế thì vị bề trên của cái đan viện đó được gọi là đan viện phụ. Mình gọi vắn tắt đó là viện phụ. Thế trong lịch sử, các đan viện nó giống như là một thế giới riêng vậy. Thành thử ra ở trong đan viện đó thì vị bề trên mà chúng ta gọi là viện phụ là người coi sóc tất cả cái gia đình đan viện đấy. Ngài cũng đội mũ, ngài cũng chống gậy để nó biểu lộ cái uy quyền của ngài trong cái gia đình đan viện đấy. Chứ còn bây giờ khi mà đi ra khỏi đan viện á, thì ngài sẽ không phải giống như là các giám mục của các giáo phận nhé. Cho nên ngài có ban bí tích truyền chức thánh cho các tân linh mục không? Cũng không. Nếu vị giám mục giáo phận mà bận rộn thì nhờ ngài đi ban bí tích thêm sức thì có được không? Có được chứ. Nhưng mà đó là do vị giám mục nhờ. Cũng giống như là vị giám mục có thể nhờ một cha hạt trưởng ban bí tích thêm sức thì cũng được vậy. Còn đức ông á, thì lúc nãy anh nói đúng rồi, nó là một cái phẩm tước. Có điều tiếng Việt Nam mình thì nghe nó hơi ngược. Đức ông lại đâm ra bé hơn đức cha. Đâm ra người ta bảo chắc là đức bà nhỏ hơn đức mẹ. Bây giờ lại thắc mắc nữa về gia đình này, về đặc ân của Thánh Phaolô. Trong những trường hợp nào thì được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô? Con thấy hiện nay một số các anh chị em tân tòng trở lại đạo nhằm mục đích lấy chồng, lấy vợ. Thế nhưng sau một thời gian chừng 5-7 năm hay ít hơn, họ bỏ đạo, bỏ nhau rồi lại đi lấy vợ, lấy chồng khác, không quay trở lại với đạo của người chồng, vợ đã làm hôn phối nữa. Vậy thì những anh chị em bên Công giáo trong những trường hợp như vậy có được phép đi lấy chồng, lấy vợ khác hay không? Có được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô không? Thực sự câu hỏi không có rõ lắm. Câu hỏi không rõ lắm. Nhưng mà đại khái thì chúng ta cứ nắm vấn đề thế này. Có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là đã làm phép hôn phối, phải không? Và yếu tố thứ hai là đã ăn ở với nhau. Bởi vì ở đây nói rõ là hôn phối này là của hai người Công giáo mà. Ý chuyện là Công giáo gốc hay là Công giáo mới, chuyện nó không tính. Nhưng mà cứ theo câu hỏi là hai người Công giáo. Thế thì khi mà một đôi nam nữ yêu thương nhau và đã cử hành bí tích hôn phối, cụ thể chúng ta gọi là làm lễ cưới ở nhà thờ, và thứ hai là đã ăn ở với nhau, thì có được phép ly dị không?
Lý do không được phép đi gì? Sự gì Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Có nghĩa là đây là thiên luật, đây là luật của Chúa. Có lần tôi nói mạnh với các anh chị rằng so với luật độc thân linh mục thì luật hôn phối nặng hơn. Tại sao vậy? Bởi vì luật độc thân của linh mục chỉ là luật của giáo hội. Các thánh tông đồ nhà mình là có bà xã cả đấy. Mà luật hôn phối là thiên luật, luật của Chúa. Cho nên hội thánh không có gỡ được. Chỉ gỡ khi rơi vào một trong hai trường hợp, thiếu một trong hai yếu tố. Thứ nhất á, là đã làm lễ cưới ở nhà thờ nhưng mà chưa ăn ở với nhau. Điều này có thể xảy ra không? Có chứ. Thời nay thì chắc hơi khó. Thời nay thì nghĩa là chưa làm lễ thì người ta đã xong rồi. Nhưng mà trường hợp này là có. Nhiều khi làm lễ cưới ở nhà thờ là do áp lực của hai bên gia đình. Sau đó là cô dâu bỏ nhà trốn luôn. Bản thân tôi đã gặp một trường hợp như vậy. Thế thì khi mà giáo hội giải quyết trường hợp đó, có phải giáo hội cho phép ly dị không? Dạ thưa không, đừng có lẫn lộn. Giáo hội không có quyền cho phép ly dị. Nhưng trong trường hợp đó, giáo hội tuyên bố hôn nhân bất thành. Bất thành là bởi vì bị áp lực, không có tự do. Hoặc là bị lừa dối. Xin lỗi, chẳng hạn trường hợp khi mà chuẩn bị lấy nhau, anh hay chị hoàn toàn giấu nhau là mình đang nhiễm HIV. Đến khi sau đó thì người ta mới phát hiện ra. Thế thì khi mình lừa dối người bạn như vậy, mà vì họ không biết cho nên họ quyết định họ lấy mình, thì cái quyết định của họ có sáng suốt không? Thiếu yếu tố rồi, bị lừa dối. Hay là ông ấy đã có bà xã ở đâu ấy, mà chẳng ai biết gì cả. Thế là ông ấy về, thì cô này cô cũng vui vẻ nhận lời. Sau đó là mới biết. Cho nên giáo hội công giáo của mình, người ta vẫn nói là khôn ngoan hơn ở ngoài. Rao hôn phối cho mọi người được biết, ít nhất là trong cái giáo xứ đấy. Và nhờ việc biết như thế mà có thể người ta âm thầm người ta báo lên. Báo lên cha xứ, báo lên cha hạt trưởng, có khi báo lên giám mục. Để kịp thời ngưng lại và điều tra cho kỹ. Trường hợp thứ hai, đã ăn ở với nhau đấy, nhưng mà nó chưa ra nhà thờ nó làm lễ cưới thì sao? Đâu đã thành bí tích đâu, đúng không? Chứ còn đặc ân Thánh Phaolô ở đây thì đâu có liên hệ gì. Đặc ân Thánh Phaolô làm sao? Đặc ân Thánh Phaolô là khi mà một người, ta cứ tạm gọi là ngoại giáo đi, người ta được ơn trở lại với Chúa. Và khi người ta trở lại với Chúa rồi, cái cuộc sống hôn nhân mà cứ bị phía bên kia gây áp lực để đe dọa cái đức tin của mình. Đấy, thì lúc đó đó mới có thể nghĩ đến rằng à, vì đức tin bị đe dọa như thế cho nên người ta có thể bước vào một cuộc hôn nhân khác với người cùng đức tin với mình. Để đức tin được nâng đỡ. Chứ đâu có phải trong cái trường hợp này. Nhá. Lúc mà chúng ta học thư của Thánh Phaolô đó, thư Corinto thì có nói về vấn đề đặc ân Thánh Phaolô rồi. Trước khi vào bài ngày hôm nay thì tôi mới nhận được thắc mắc thế này. Xin cha chia sẻ để xem phải xử sự thế nào
Khi gặp phải nhận được thiệp mời dự đám cưới giữa một bên có đạo và một bên không có đạo mà lại không thông qua bí tích. Mà nếu trường hợp này là anh em họ hàng ruột rà, hoặc là sếp ở trong cơ quan, bạn bè thân thuộc, tiềm giàu. Đây là chuyện thường gặp trong đời sống của giáo dân. Thế các anh chị tính sao? Mình nhờ có nên dự hay không? Bối cảnh xã hội hình như thay đổi rất nhiều. Ngày xưa chúng ta sống trong những làng xóm mà đến 80-90% là người Công giáo. Và vì thế chuyện kết hôn giữa người Công giáo và người ngoài Công giáo không nhiều lắm. Và đồng thời một hành động như thế nếu có thể gây tác động rất lớn trên đời sống của cộng đoàn. Mình cứ gọi tạm lời gương xấu đi. Và vì thế mà có những luật cấm trong giáo hội. Ngày hôm nay thì môi trường xã hội có nhiều thay đổi. Cụ thể nhất là ở Sài Gòn của mình, số người Công giáo chỉ chiếm 10%. Và như vậy thì khi các bạn trẻ Công giáo họ bước vào môi trường học hành, họ bước vào môi trường làm việc, thì trong 10 người họ gặp thì chỉ có một người Công giáo. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là kết hôn với người ngoài Công giáo ở Sài Gòn nhiều lắm so với các giáo phận khác. Và nếu so sánh với các nước của Á Châu thì chúng ta lại còn khá. Ví dụ như Thái Lan thì có khi 100 cặp hôn phối đã đến 90 cặp là phép chuẩn. Rồi bây giờ trong trường hợp mà đặt ra ở đây là không có phép chuẩn luôn. Như vậy thì sao? Tôi tạm nghĩ rằng nó có hai mức độ. Mức độ thứ nhất là mức độ con người. Và xét về bình diện của con người, chẳng hạn như đây nói là mình làm việc trong một cơ quan, mà một người anh chị em của mình họ có quyết định và họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về chuyện kết hôn của họ, nhưng mà bây giờ về mặt con người họ mời mình đi dự đám cưới, chả nhẽ mình không dự à? Tế nhị lắm à không? Đó là về mặt con người. Và về mặt đức tin đó thì dĩ nhiên là chúng ta không chia sẻ cùng một lập trường với những người kết hôn với anh chị em ngoài Công giáo mà không cần phép tắc gì cả. Nó quá tự do. Dĩ nhiên là chúng ta không chia sẻ cái lập trường đó. Nhưng mà một đằng khác á, nếu ta xét những con người này là những con người trưởng thành, tự mình có chọn lựa tự do và chịu trách nhiệm của mình trước mặt Chúa về chọn lựa của mình, thì vấn đề nó cũng hơi khác một chút. Và liệu từ góc độ mục vụ đó, liệu sự tẩy chay của chúng ta đối với những trường hợp này có làm cho người ta đến gần Chúa hơn không? Và có làm cho người ta thấy gần gũi với hội thánh hơn không? Đấy là điều tôi cũng rất băn khoăn. Chẳng hạn như tôi cũng từng biết một vài sứ đạo mà các cha không phải vì ghét bỏ gì đâu, nhưng mà các ngài muốn ra kỷ luật, cho nên các ngài nói với các bạn trẻ là đứa nào mà vướng xì que ma túy mà chết á thì nhất định không cho vào nhà thờ. Mục đích á là để ngăn cản các bạn trẻ họ đừng vướng vào cái chuyện xì que ma túy. Nhưng mà một đằng khác á thì tôi lại nghĩ rằng
Có anh thanh niên nào mà nó sắp sửa trích ma túy mà nó nghĩ là chết thì không được vào nhà thờ, thôi không trích nữa. Có không? Nó mà nghĩ được như thế thì nó lên thiên đàng lâu rồi. Tức là từ góc độ mục vụ á, có những điều khiến cho mình phải đặt nó mà suy nghĩ, chứ không đơn giản chỉ là luật thế này luật thế kia đâu. Đây là tôi chia sẻ chứ không phải tôi nói với tính cách là về mặt lề luật nhá. Đấy cho nên tôi gợi ý với các anh chị một vài suy nghĩ như thế, để có thể những câu hỏi như thế này đó, nó không phải nó khó mà thôi, nhưng mà tôi cảm thấy là không thuận tiện lắm để trả lời có hay là không. Nhưng tôi thường gợi một số suy nghĩ để rồi chúng ta có thể dựa vào những suy nghĩ đó mà suy nghĩ thêm, hoặc là có một chọn lựa trong từng trường hợp cho nó phù hợp với hoàn cảnh mình sống, chứ không phải là có hay là không. Hôm nay lớp chúng ta đọc và chia sẻ với nhau về thư Galata, một lá thư rất hay. Các anh chị thì đọc là Galat. Hội đồng giám mục của Việt Nam bây giờ thì đề nghị là chúng ta có thể phiên âm dựa vào tiếng Latin, thế cho nên tôi cứ gọi là Galata. Trước hết là một cái nhìn tổng quát để thấy được đâu là lý do thúc đẩy Thánh Phaolô viết lá thư này và nội dung lược đồ chung chung của lá thư là gì. Tôi có viết cho các anh chị là đối tượng của thư Galata là những Kitô hữu gốc ngoại giáo. Nhưng mà bây giờ để hiểu chuyện Kitô hữu gốc ngoại giáo thì chắc là mình phải nhìn lại bối cảnh lịch sử mới được. Chúa Giêsu là người nước nào? Các thánh tông đồ là người nước nào? Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là người nước nào? Do Thái hết rồi. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu về trời rồi, tin mừng có phải chỉ được loan báo cho người Do Thái mà thôi không? Dạ thưa không. Mà tin mừng Chúa Giêsu được loan báo cho tất cả mọi người. Và vì thế ta bắt đầu thấy các Kitô hữu, có những Kitô hữu gốc Do Thái và cũng có những Kitô hữu gốc dân ngoại. Bây giờ nói thẳng ra đây này, các anh chị và tôi ở đây này, Kitô hữu gốc gì? Gốc dân ngoại. Mình đâu phải Do Thái đâu. Cho nên khi mà ta gặp cái từ Kitô hữu gốc ngoại giáo đó, hay là gốc dân ngoại, thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ để thấy cho rõ. Thánh Phaolô chính là người đã rao giảng tin mừng cho dân ngoại ở Galata, đã làm phép rửa cho họ, đã đưa họ vào trong cộng đoàn hội thánh, đã dạy dỗ giáo huấn cho họ. Thế rồi bây giờ có những Kitô hữu gốc Do Thái đến nói với họ rằng các anh các chị tin vào Chúa Kitô thì tốt rồi, nhưng muốn làm một Kitô hữu tốt thì phải là một người Do Thái tốt. Bằng cách nào? Thưa, những anh em gốc dân ngoại này bây giờ phải chịu phép cắt bì,
và phải giữ luật Torah thì mới là Kitô hữu tốt. Có chỗ nào trong Tân Ước mà nói đến chuyện này nữa nhỉ? Nhớ không? Sách nào? Roma. Không rõ lắm. Sách nào? Công vụ tông đồ. Nói về vấn đề này nữa. Mà chúng ta thì đã học Thánh Kinh Cựu Ước rồi, cho nên có nền tảng để biết rồi. Phép cắt bì là từ thời nào vậy? Từ thời Abraham. Cắt bì được coi như dấu chỉ của giao ước. Và chịu phép cắt bì là dấu chỉ cho mình biết mình thuộc về dân của giao ước. Và cùng với việc chịu phép cắt bì đó thì giữ luật Torah, chúng ta dịch vắn tắt là lề luật. Nhấn mạnh đặc biệt đến ngũ thư. Cả lớp này nghe ngũ thư là biết hết rồi. Đã học cả mấy tháng ngũ thư rồi. Đấy, những Kitô hữu gốc Do Thái bây giờ đến nói với những anh chị em Kitô hữu gốc dân ngoại là phải chịu phép cắt bì, là phải giữ luật Torah. Thế đâm ra họ hoang mang. Một lập luận như thế này nó không chỉ là những hình thức nghi lễ bên ngoài mà nó chạm đến chính cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Vậy thì tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô hay tôi được cứu độ là nhờ phép cắt bì? Thấy không? Tôi được cứu độ là nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô hay tôi được cứu độ là vì tôi giữ lề luật? Đó, những câu hỏi nó chạm đến cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Chính vì thế Thánh Phaolô viết lá thư mà chúng ta gọi là thư Galata. Lược đồ tổng quát của lá thư tôi có phân ra cho các anh chị. Sau phần lời chào và dẫn nhập, bắt đầu từ câu 11 của chương 1 cho đến hết chương 2 là Thánh Phaolô nói về cuộc sống của Ngài, nói về tin mừng mà Ngài rao giảng. Tại làm sao mà Ngài đón nhận cái sứ mạng đó và tin mừng Ngài rao giảng là gì? Đồng thời nói về mối quan hệ của Ngài với Thánh Phêrô. Một lát nữa chúng ta sẽ tập trung phân tích cái phần này bởi vì nó quan trọng. Rồi sau khi nói đến những điểm quan trọng đó thì ở chương 3 cho sang đến chương 4, Thánh Phaolô tập trung nói về giáo thuyết, nhấn mạnh vào việc chúng ta được cứu độ nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô chứ không phải là nhờ lề luật. Rồi đến chương thứ 5 á, sang chương thứ 6 câu 10 là phần khuyên nhủ và cuối cùng là kết luận. Thế bây giờ chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ để tập trung vào chương 2 sang đến chương 3 để xem Thánh Phaolô nói gì về sứ mạng của Ngài này, về tin mừng này, về Thánh Phêrô. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy thư Galata ra ở chương 1 đã. Ngay chương 1 chúng ta lấy từ câu 11. Từ câu 11 cho đến hết câu 17. Mời các anh chị cùng đọc rồi ta suy nghĩ với nhau. Thật vậy thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy,
Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe lời tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng cần theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là ông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập, rồi trở về Ramat. Vâng, chúng ta ngừng ở đó, được rồi. Các anh chị để ý câu 13 nhé. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Thánh Phaolô không ngần ngại kể lại quá khứ tội lỗi của Ngài. Nhưng mà ở đây đó là dịp để cho chúng ta hiểu đúng hơn về cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Các anh chị nhớ lại coi là hàng năm mình mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô chung với nhau ngày nào? 29/6. Nhưng mà ngoài ra riêng Thánh Phaolô còn một ngày lễ gì nữa? Thánh Phaolô trở lại. Và khi ta dùng từ trở lại đó, ta dễ nghĩ đến chuyện ông thánh này chắc ngày xưa ăn chơi lắm đấy. Cũng giống như bây giờ đó, mình nói chuyện ăn năn trở lại đó, là nghĩ là cái ông này nè, vợ nọ, con kia nè, cờ bạc này, say sưa rượu chè này. Cái đại khái vậy đó, là những người cần phải ăn năn trở lại. Nếu mình hiểu như thế về Thánh Phaolô thì sai rồi. Bởi vì Phaolô là học trò của Gamaliel, một rabbi Do Thái nổi tiếng thời đó, cho nên Ngài rất thông thạo lề luật. Và không chỉ thông thạo mà Ngài là một người Pharisêu nhiệt thành, cho nên có lẽ Ngài cũng ăn chay một tuần hai lần, Ngài cũng cầu nguyện liên lỉ. Đạo đức lắm chứ không phải là bê bối đâu. Nhưng mà Phaolô trở lại nghĩa là làm sao? Phaolô trở lại ở chỗ then chốt nhất. Ngày xưa Ngài nhìn Đức Giêsu là người phá vỡ truyền thống tôn giáo của cha ông, và vì thế là kẻ thù của Thiên Chúa. Nhưng sau biến cố ngã ngựa trên đường đi Damas thì Phaolô lại xác tín vào Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Đến nỗi nói được rằng đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ai trong chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô? Đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Mình đâu dám nói đâu. Mới phải từ bỏ sơ sơ chứ chưa đến nỗi chết thì ông đã chối Chúa rồi. Đấy, cuộc trở lại của Phaolô là ở điểm then chốt đó đó. Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của cuộc trở lại đó. Từ chỗ hận thù khinh ghét Chúa Giêsu đến chỗ say mê Chúa Giêsu, quý trọng Chúa Giêsu và gắn bó với Ngài còn hơn là với sự sống của chính mình. Ta cần phải hiểu cho đúng cuộc trở lại của Phaolô là như thế.
Ở đây Ngài không ngần ngại nhắc lại quá khứ bất đỡ hội thánh của mình. Rồi các anh chị để ý câu 15: Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Cái câu này làm chúng ta nhớ đến tiên tri nào trong thời Cựu Ước? Jeremiah. Khi ngươi chưa thành hình trong lòng mẹ thì ta đã thánh hiến ngươi. Isaiah cũng có một câu tương tự như vậy: ta gọi ngươi làm tiên tri cho mọi dân tộc. Thế cho nên ở đây Phaolô xác tín vào ơn gọi của mình. Chính trong lúc mình đi bắt bớ hội thánh của Chúa như thế thì Chúa lại kêu gọi mình. Và Ngài khám phá ra là Chúa đã chọn mình từ khi còn ở trong lòng mẹ cơ. Các Ngài có một xác tín mãnh liệt như vậy, cho nên không có đau khổ nào làm cho các Ngài bị suy xuyển trong niềm xác tín này. Và Chúa chọn như vậy để làm gì? Để trao cho Phao-lô sứ mạng là đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Mà dân Galata này, thấy không? Ngài đang nói với dân Galata này. Chúa chọn để đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Ở trong đoạn này có một chỗ mà tôi nghĩ cần phải xác định cho rõ hơn, nếu không có thể có sự hiểu lầm. Các anh chị để ý câu 12: Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Rồi đến cái câu 16 nhé: Người đã đoái thương mặc khải con của người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả Rập rồi lại trở về Damas. Phao-lô khẳng định rằng chính Chúa trao sứ mạng cho Ngài. Ngài không có cần phải gặp các tông đồ. Như vậy thì hóa ra là Ngài coi thường quyền giáo huấn ở trong giáo hội quá hả? Liệu có anh chị em nào công giáo bây giờ cũng dựa vào câu này để bảo rằng tôi được Chúa Thánh Thần soi sáng cái gương, cho nên không cần Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục nào hết á, tôi cứ thế tôi đi giảng đạo thôi, được không? Đấy, cho nên tôi mới nói là phải xác định rõ hơn một chút. Ta đọc đoạn này và ta phải đọc những đoạn khác. Ví dụ tôi xin các anh chị mở dùm tôi thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15. Mở ngược lại với hình trước. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 15. Câu thứ ba ta sẽ gặp thế này: Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh đòi. Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Lãnh nhận từ đâu? Từ Đức Kitô và từ Hội Thánh. Từ Hội Thánh chứ không phải là từ bản thân của mình. Ở một chỗ khác, khi nói về bí tích Thánh Thể, Thánh Phao-lô cũng nói tương tự như vậy.
Thế cho nên trong thư Galata này, khi Ngài nhấn mạnh qua những câu mà ta đã đọc đó, Ngài không có ý coi thường truyền thống và huấn quyền của giáo hội. Bằng chứng là ngay sau đây này, Ngài sẽ nói về những cuộc gặp gỡ của Ngài với Thánh Phêrô. Nhưng mà Ngài có ý nhấn mạnh một điều đó là mặc khải và tin mừng mà Ngài rao giảng cho dân Galata, là tin mừng mà Ngài nhận từ Chúa để giúp cho họ vững vàng trong xác tín của họ. Ta phải thấy điều đó cho rõ ràng. Thế bây giờ, khi xác định như thế rồi, mời các anh chị đi tiếp để xem những lần mà Thánh Phaolô gặp gỡ Thánh Phêrô làm sao. Cũng ở chương 1, chúng ta đi từng bước một, bởi vì có 3 lần gặp gỡ cơ. Lần gặp gỡ thứ nhất á, ở chương 1, từ câu 18 cho đến câu 24. Mời các anh chị. 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Xin lỗi, ông Kê-pha là ông nào đây? Đấy là ông Thánh Phêrô đấy. Hả? Bởi vì Kê-pha nghĩa là đá. Mình tiếng Việt Nam mình dịch là Thánh Phêrô, xem ra nó không có mối liên hệ gì với đá cả. Hả? Nhưng mà Kê-pha ở đây đó nghĩa là đá. Rồi ta đi tiếp câu 19. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syri và miền Kilikia. Riêng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng trước người hay bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Thế giả như bây giờ chúng ta biết rõ có một anh chị em nào đó nhiều năm là chuyên đi tố cáo với lại bắt bớ những ai ở trong hội Thánh Chúa. Tự nhiên đùng đùng thấy bắt đầu ông đi ông giảng đạo. Thế mình tính sao đây? Có dễ tin không? Khó lắm chứ. Biết được thế nào? Bây giờ mình thấy mọi chuyện nó ổn rồi, mình không thấy có vấn đề. Nhưng khi ta đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, một người như Phaolô từng bắt bớ hội thánh mà bây giờ đi giảng đạo, giảng tin mừng, giảng say mê, đâu phải dễ gì mà được đón nhận. Cho nên việc mà Phaolô lên gặp Thánh Phêrô rất là quan trọng nha. Nhiệm vụ lớn nhất của Thánh Phaolô trong chuyến đi này là thuyết phục Thánh Phêrô. Thuyết phục làm sao? Thuyết phục là tôi đã thực sự trở lại với Chúa rồi và tôi đang hăng say loan báo tin mừng của Chúa. Và nếu Thánh Phêrô chấp nhận đó thì sứ vụ của Phaolô được giáo hội đóng ân. Được giáo hội đóng ân. Và điều đó rất quan trọng. Cụ thể như là các tân linh mục được đào tạo rồi, đến bước cuối cùng Chúa chọn làm linh mục. Nhưng mà Chúa vô hình, ai thấy đâu. Ông tự phong cho ông chức linh mục à? Hội thánh
phóng chứ. Cho nên tiếng gọi của Chúa xuyên qua tiếng gọi của hội thánh. Rồi sau đó tân linh mục đới mới có quyền dâng lễ. Và các anh chị nhớ, đâu có phải là ông ấy cứ chịu chức linh mục xong cái mình xà vào mình xưng tội là ông giải cho mình được đâu. Giám mục phải trao quyền thì mới được phép giải tội. Nhắc lại những chuyện rất bình thường như thế để ta thấy vai trò của giáo hội. Đừng bao giờ quên điều đó. Ở đây cũng vậy, Phao-lô lên gặp Thánh Phê-rô để sứ vụ của Ngài được giáo hội đóng ấn một cách chính thức. Đó là lần gặp gỡ thứ nhất. Bây giờ đến lần gặp gỡ thứ hai ở chương 2, từ câu 1 cho đến câu 10. Hơi dài, nhưng mà chúng ta cùng đọc xem để biết bối cảnh, lý do, mục đích tại sao mà Thánh Phao-lô lên gặp Thánh Phê-rô và các vị tông đồ khác. Đại hội ở Jerusalem. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba. Tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Thế mà ngay cả anh Ti-tô, người cùng đi với tôi và là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu các gì. À, chúng ta để ý câu đó nhé. Ti-tô là người Hy Lạp chứ không phải Do Thái, nhưng mà có bị các thánh tông đồ ép phải chịu phép các gì không? Không. À, không. Cho nên chủ đề ở đây này, những Ki-tô hữu gốc Do Thái nói với Ki-tô hữu gốc ngoại giáo là bây giờ các anh phải chịu phép cất bì. Chính các tông đồ còn không ép phải chịu phép cất bì nữa, huống gì là các ông. Cho nên câu này nó cũng nằm ở trong chủ đề cả. Ta đi tiếp ở câu thứ tư. Sở dĩ thế là vì có những tên xâm nhập, những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta, sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu. Họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ. Đấy, các anh chị để ý trong câu này bắt đầu xuất hiện hai từ đối nghịch nhau, tự do và nô lệ. Và đó sẽ là chủ đề mà Phao-lô khai triển ở phần dưới. Chúng ta tiếp tục ở câu thứ năm. Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của tin mừng. Còn về các vị có thế giá, lúc bấy giờ các vị ấy có là gì đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi. Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thế giá ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phê-rô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành con đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Vâng, chúng ta ngừng ở đây được rồi.
Cái câu thứ 9 quan trọng lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì có hai khía cạnh mình phải quan tâm. Các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ của hội thánh đó, đã bắt tay tôi và Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Từ hiệp thông này rất quan trọng. Ngày hôm nay giáo hội được định nghĩa là hiệp thông. Thành thử ra khi Thánh Phaolô bắt tay với các vị tông đồ cột trụ của giáo hội ở Jerusalem để bày tỏ tình hiệp thông, có nghĩa là sứ mạng rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô hoàn toàn được giáo hội chấp nhận. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai, đó là các ngài phân chia công việc với nhau. Chúng tôi thì lo cho dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được các vị. Ngay trong giáo hội của mình bây giờ cũng thế. Các anh chị thấy là có những linh mục được cắt đặt riêng ra để lo việc ở các giáo xứ, tức là lo cho những anh chị em là người công giáo. Nhưng mà cũng có một vài linh mục chẳng hạn, hay là một vài dòng có đặc sủng riêng là đi truyền giáo. Nhưng mà cả hai bên đều thi hành cùng một sứ vụ. Cho nên Phaolô nói câu rất hay thế này: đấng hoạt động nơi ông Phêrô để biến ông thành tông đồ của những người được cắt đi cũng hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Như vậy là có mấy chúa? Có một chúa thôi. Và có mấy hội thánh? Cũng có một hội thánh thôi. Sở dĩ tôi cứ phải nhấn mạnh, nhờ đi nhấn mạnh lại chuyện này đó, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Đã xảy ra là một số anh chị em hăng hái quá, đi giảng đạo, đi làm chứng cho Chúa, nhưng mà coi sự hiệp thông với giáo hội như pha vậy. Ở Việt Nam mình thì không có nhiều lắm, nhưng mà nhiều nước trên thế giới có những cộng đoàn giáo hội cơ bản, những nhóm Kitô hữu nhỏ nhỏ, chừng mười mười mấy người hoặc là vài chục người thôi. Sinh hoạt rất là tốt, nhưng bên cạnh sinh hoạt tốt đó thì có một nguy cơ là họ như thể tách ra khỏi sự hiệp thông với giáo xứ, với giáo phận, với giáo hội. Và nó đã trở thành một vấn đề lớn, giáo hội phải lên tiếng. Tôi nhớ là khi đi tìm tài liệu để viết đến luận án, tôi có quan tâm đến cộng đoàn giáo hội cơ bản này, và tìm thấy rất nhiều tài liệu của các đức giáo hoàng cảnh giác về vấn đề các cộng đoàn đó có thể đánh mất sự hiệp thông với giáo hội. Ấy cho nên là cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như thế. Rồi bây giờ lần gặp gỡ thứ ba, lần gặp gỡ này xem ra là có đụng độ đây này. Chúng ta lấy ở chương 2 câu 11, nhưng chỉ cần đọc hết câu 14 thôi đủ rồi. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Nhưng khi ông Kê-pha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt đi. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng,
thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người, nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái? Ở đây mình thấy Thánh Phaolô cũng thẳng thắn nhỉ. Bây giờ ta phải tưởng tượng là Thánh Phaolô lúc bây giờ là Đức Giáo Hoàng chứ, là sếp á hả? Ông Thánh Phaolô cũng thẳng thắn lắm. Tôi không biện minh cho Thánh Phaolô bổn mạng của mình nhé, nhưng mà tôi đoán thế này này, là Ngài là người lãnh đạo á, thành thử ra Ngài cũng tìm cách nào đó để làm cho sự xung khắc nó nhẹ đi thôi. Lúc bây giờ chắc là có sự xung khắc giữa những Kitô hữu gốc dân ngoại và những Kitô hữu gốc Do Thái. Mà để giải quyết một vấn đề, giải quyết sự xung đột này, nó cần phải có thời gian, từng bước một. Thế cho nên là lập trường thì Ngài nắm rất vững, nhưng mà trong cụ thể thì có thể là Ngài tìm cách nào đó cho nó nhẹ nhàng. Và có khi cũng là bài học kinh nghiệm cuộc đời của Ngài. Bởi vì Thánh Phêrô đâu có phải là người hiền lành đâu, ngóng tính đâu phết đấy chứ. Thằng nào muốn giết thầy thì bước qua xác con, nóng tính lắm chứ. Và khi mà mấy anh lính nó xông lên, ông ấy là người duy nhất rút gươm ra cho một thằng đứt tay, nóng tính lắm chứ đâu phải thường. Nhưng mà rồi sau đó thì lại chối thầy. Và những kinh nghiệm như thế trong cuộc sống cùng với vị trí của người lãnh đạo có lẽ làm cho Ngài thấy là phải đi tìm một con đường nó nhẹ nhàng, tiệm tiến hơn là tạo sự xung khắc hơn nữa thì nó có thể đổ vỡ. Tôi không biện minh nhưng mà tôi nghĩ vậy đấy. Thế còn Thánh Phaolô nhà mình thì rất là thẳng thắn. Đức Giáo Hoàng thì Đức cũng làm thẳng cánh. Cho nên là Ngài nói rõ mà, tôi đã cử lại ông ấy ngay trước mặt, cử lại. Không phải nói mà viết thành văn bản tử tế. 20 thế kỷ nay bao nhiêu người đọc cái từ cử lại. Nhưng mà điều đó để cho ta thấy dẫu sao hội thánh cũng là cộng đoàn của những con người. Chúng ta không có câu trả lời tuyệt đối như Chúa, Chúa mới có thể có. Còn ta dù được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dù có cầu nguyện, dù có trao đổi, bàn hỏi, ta cũng đâu có thể thấy được mọi sự nó sáng như ban ngày. Cho nên trong lịch sử hội thánh vẫn có những lầm lỗi. Và vì thế sửa đổi cho nhau như thế này là tốt thôi. Một thắc mắc nữa, thắc mắc rất là dài. Còn có vài thắc mắc về chuyện cấm phá thai. Trường hợp siêu âm và phát hiện bào thai sẽ là quái thai. Nếu sinh ra thì đứa bé chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Sống thì cũng sống đời sống thực vật, không biết gì cả. Sống một đời sống vô nghĩa, vậy thì sinh bé ra để làm gì? Câu hỏi rất là hay và rất cụ thể. Và tất cả chúng ta sẽ, có lẽ sẽ âm thầm trả lời, thì phá đi chứ còn gì nữa. Thứ nhất đó là nhẹ gánh cho chính đứa bé, nó không phải sống một cuộc sống vô nghĩa. Và thứ hai á là nhẹ gánh cho cha mẹ, đúng không? Rất là nhân bản, rất là bác ái. Tôi đã nghe lý luận này cũng khá nhiều. Hình như có lần tôi đã kể lại cho các anh chị một kinh nghiệm bản thân. Khi tôi ở nước ngoài, một hôm có chị ấy chạy đến hỏi nhỏ tôi thôi,
và con mới đi siêu âm, người ta nói là quái thai, bây giờ là phải phá thôi. Mà con biết thì giáo hội dạy là không được, mà cả gia đình con nói là đều phải phá hết, thì giờ xin ý kiến của cha. Tôi nhớ là tôi có nói với chị phụ nữ đó rằng, mà là đứa con đầu tiên nhé, tôi nói là tôi chả có sự khôn ngoan của cá nhân tôi, nhưng mà lập trường của giáo hội Công giáo đó là phải tôn trọng sự sống ngay từ phút đầu tiên. Thành thử ra bây giờ chị đã có thai rồi, nếu mà chị đủ lòng tin thì chị cứ phó thác cho Chúa cầu nguyện. Chứ còn tôi không thể đồng ý với chuyện chị đi phá thai. Tôi học xong hết rồi tôi trở về nước làm việc, 2-3 năm sau tôi quay lại đi công tác, đến thăm gia đình. Thì chị chỉ cho tôi con bé con, nó xinh quá sức. Và đấy, nó đấy, nó đấy. Cái lúc đấy mà phá thai thì là nó không có mặt ở đây bây giờ. Mà rất xinh và rất khôn. Tôi không biết là ngày hôm nay bác sĩ đã giỏi cỡ nào. Mà thực sự cái lập trường của giáo hội chúng ta là như vậy. Tôi biết là đã có những tác giả dựa vào những trường hợp này để phê phán giáo hội Công giáo là phi nhân, không biết gì đến nỗi đau của con người. Nhưng mà lập trường của giáo hội Công giáo rõ ràng là như thế. Cái nguy cơ đó tôi nói thật với các anh chị, khi mà chúng ta coi thường sự sống á, dần dần á, bác sĩ nó chỉ cần nói nhẹ thôi, không phải quái thai, nhưng mà thằng bé này cái bàn tay nó không có đẹp lắm, dám phá thai luôn đó. Bởi vì coi thường sự sống. Rồi cái nhìn của chúng ta về sự sống của một con người đơn thuần chỉ là thân xác này, không có cái gì khác. Và dựa vào một cái nhìn như thế để đưa ra đủ thứ phán đoán và quyết định. Tôi có đọc tâm sự của một bậc cha mẹ, hai vợ chồng sinh ra một đứa con đúng nghĩa là quái thai. Từ khi em đó chào đời cho đến khi em đó qua đời là 24-25 tuổi đó, cứ như cục thịt vậy nằm ở trên giường. Đúng là một gánh nặng khủng khiếp. Nhưng mà tâm sự của bậc cha mẹ đấy thì tuyệt vời. Hai ông bà viết cái tâm sự của mình, họ lại nói rằng là chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con đứa con như thế này. Và cha mẹ cảm ơn con vì con đã có mặt trong cuộc đời của cha mẹ. Vì chính nhờ con mà tấm lòng yêu thương của cha mẹ thực sự mỗi một ngày trở thành tình thương vô vị lợi đúng nghĩa. Một tình thương không tính toán. Cho nên chính nhờ con mà tấm lòng của cha mẹ được lớn lên, được mở rộng. Một cái nhìn rất khác. Nó khác với một cái nhìn thuần kinh tế, thuần thể lý. Một cái nhìn vào những chiều kích khác của đời sống. Cho nên với thắc mắc này, tôi xin chia sẻ lại như vậy. Bây giờ người viết thắc mắc đặt thêm một câu hỏi nữa. Trong trường hợp có những người phụ nữ bị hiếp dâm thì sao? Hầu như chắc chắn họ đâu muốn sinh đứa bé. Đó là chưa kể có thể họ đâm ra thù oán đứa bé nữa. Đặt ra những trường hợp này là oái âm lắm. Bởi vì đúng rồi, đứa con chính ra phải là hoa trái của tình yêu. Nhưng mà đằng này thì sự kết hợp này đâu có phải là tình yêu đâu.
Ở đây không dễ để đưa ra một câu trả lời chung chung cho cả trăm người ngồi trong lớp như thế này. Gặp những trường hợp này là chúng ta phải có tư vấn và gặp gỡ riêng. À, phải có tư vấn và gặp gỡ riêng trong từng trường hợp cụ thể, chứ không thể nói chung chung, nói tổng quát. Nhưng mà đặt câu hỏi rằng là chưa kể có thể là người phụ nữ đó đâm ra thù oán đứa bé. Điều này thì tôi cũng không chắc là đã đúng 100% đâu. Không chắc là đã đúng 100%. Mới đây ở trên thế giới nảy ra một vụ tranh cãi khủng khiếp. Ở bên Brazil có một đứa bé tội nghiệp, nó mới có 11, 12 tuổi gì đó mà nó mang bầu. Tôi nhớ không rõ nhưng mà cùng lắm là 13 tuổi thôi. Mà hỏi là ai? Bố dưỡng hành hạ nó suốt 3 năm trời như vậy. Rồi khi đưa vào bệnh viện, chuyện nó phức tạp chứ không đơn giản. Nhưng mà vị giám mục của giáo phận đó đã ra vạ tuyệt thông cho cái ekip bác sĩ y tá gì mà phá thai trong trường hợp đấy. Và lập tức có những phản hồi. Trong đó tôi nghĩ một phản hồi rất nặng là từ một giám mục ở bên Pháp. Ngài viết một bài mà trong đó Ngài nói câu dựa vào lời của cộng đồng. Giám mục là mục tử chứ không phải là đao phủ. Thế nên tôi nói với các anh chị là về chuyện này tôi không trả lời chung chung ở đây được. Trong những trường hợp rất tế nhị thế này, chúng ta phải có tư vấn riêng, gặp gỡ trực tiếp với một linh mục, trình bày tất cả những hoàn cảnh chi tiết để nắm vấn đề. Thì sau đó có quyết định. Chứ giờ tôi nói chung chung thì các anh chị bảo chắc là được. Thế thì nguy hiểm lắm. Những vấn đề rất quan trọng. Rồi bây giờ người thắc mắc đưa ra một trường hợp nữa. Những người một lần lầm lỡ, nếu sau này lập gia đình mà có con riêng thì khó có hạnh phúc trọn vẹn với chồng, với gia đình chồng. Đứa bé vẫn là bằng chứng của một quá khứ lầm lỡ của họ. Dù biết rằng mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, nhưng nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần thôi được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Con chỉ không đồng ý với những trường hợp lợi dụng việc phá thai mà sống bừa bãi, cứ hễ có thai thì phá thôi. Thế bây giờ tôi đặt ngược lại câu hỏi nhé. Chúng ta lý luận rằng nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Tôi xin đặt câu hỏi rằng nếu người đó phá thai thì liệu tất cả đã trở thành quá khứ chưa? Đấy là mình lý luận vậy thôi. Mình đứng ngoài mình cho là mọi sự nó là quá khứ. Xin lỗi, mình tưởng tượng cái thai giống như cái chìa khóa quăng đi, thế là xong, quá khứ. Không bao giờ nhớ. Có chắc không? Hay là chính cái hành động phá thai đó nó sẽ tiếp tục theo dõi suốt đời chúng ta và nó âm thầm hủy diệt cái mối quan hệ hôn nhân mới của chúng ta. Bởi vì cái thai nó đâu có phải là một đồ vật để mình vứt đi một lần là xong. Mà cái thai đó là chính mình. Người mẹ mang thai con, chính máu thịt của mình đấy này. Chính con người của mình này, chính cuộc đời của mình, chính quá khứ của mình, chính niềm vui và khổ đau của mình. Đâu thể lý luận đơn giản. Cho nên theo tôi nghĩ thì những trường hợp đưa ra rất là hay.
và không dễ giải quyết. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng lý luận như thế này thì đầy đủ. Không thể đơn giản hóa vấn đề như thế được. Rồi người viết thắc mắc chia sẻ thêm: một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ, được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Còn đằng này, với những trường hợp con nêu trên thì có ai mong nó ra đời đâu. Riêng hai trường hợp B và C đó, tức là trường hợp phụ nữ bị hiếp dâm, rồi trường hợp của những người phụ nữ mà một lần lầm lỡ đó, thì nếu khi đứa trẻ lớn lên nó là người vô tư, không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, hoặc nó là người mạnh mẽ thì không sao, nhưng nếu nó là người hay nghĩ ngợi thì sẽ thế nào? Có thể nó sẽ tự dằn vặt mình, cảm thấy mặc cảm và thậm chí hận cả những người đã sinh ra nó. Ngoài ra còn những người xung quanh, mặc dù biết đó không phải là tội của đứa bé, nhưng vẫn có một cái gì đó không hay trong tư tưởng mọi người về đứa bé, rằng bố mẹ nó thế đấy. Liệu nó có thể thoát khỏi định kiến của dư luận hay không? Những suy nghĩ rất là tốt thôi. Nhưng mà bây giờ tôi cũng xin đặt ngược một câu hỏi này. Nói rằng một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ. Đúng như thế. Được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Đúng như thế. Nhưng mà hỏi rằng tất cả những đứa trẻ mà sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ nó lấy nhau chính thức và đợi chờ nó, nó đã hạnh phúc chưa? Tôi gặp nhiều trường hợp lắm. Và nó căm thù bố mẹ vậy. Cho nên nguyên tắc của giáo hội Công giáo vẫn là nguyên tắc tôn trọng sự sống ngay từ khi thụ thai, ngay từ giây phút đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta đưa ra lý do này, lý do khác á, chắc là sẽ có nhiều lý do để phá thai lắm. Và nó còn có cái nguy cơ là ẩn sau tất cả những lý do lại vẫn cứ là tính toán ích kỷ của con người. Mà nó ẩn sâu ở dưới. Mình tính toán cho cuộc đời của mình nó thật là gọn, thật là nhẹ. Khỏi phải mang gánh nặng. Thì các anh chị nêu ra những câu hỏi thế này thì tôi thấy rất tốt thôi, bởi vì chúng ta tin Chúa và sống trong hội thánh thì mình tiếp tục suy nghĩ về đức tin của mình chứ, ha? Mình giúp nhau để đức tin đó được soi sáng hơn.